thủ đô Ukraine hứng chịu một loạt vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực từ những giờ đầu tiên của ngày 5 tháng 6, nhưng chưa rõ con số thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Đã có các vụ nổ tại các quận Donetsk và Dnipropetrovsk của Kiev. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt lửa. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trên Telegram ngay sau khi cảnh báo không kích vang lên ở Kiev và một số thành phố lân cận rạng sáng 5 tháng 6, giờ địa phương. Energoatom, cơ quan quản lý các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, cho biết một trong các tên lửa hành trình của Nga đã bay vượt qua nhà máy Pivenukhraynska ở độ cao cực kỳ thấp. Pivenukhraynska là nhà máy hạt nhân lớn thứ hai của Ukraine, nằm gần khu vực Mỹ Kolai, cách Kiev khoảng 350 km về phía nam. Theo hãng tin Reuters, các vụ không kích Kiev diễn ra trong bối cảnh Nga đang tập trung lực lượng kiểm soát thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk. Sự việc cho thấy trong khi dồn sức cho mặt trận tại Donbass, Nga vẫn không quên các mục tiêu tại Kiev sau khi rút các lực lượng trên bộ khỏi miền Bắc Ukraine hồi cuối tháng 3. Tình hình ở Severodonetsk, nơi giao tranh trên đường phố tiếp diễn, vẫn còn vô cùng khó khăn, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 4 tháng 6. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các thành phố ở Donbass đang hứng chịu các cuộc không kích, pháo kích liên tục từ Nga nhưng các lực lượng Ukraine vẫn giữ vững vị trí của họ. Severodonetsk là thành phố lớn nhất vẫn còn nằm trong tay Ukraine ở Lugansk, nơi các lực lượng Nga đang từng bước thiết lập sự kiểm soát trong vài tuần trở lại đây, theo Reuters. Quân đội Nga tuyên bố một số đơn vị quân đội Ukraine đang rút khỏi Severodonetsk, nhưng thị trưởng Oleksandr Shchyu cho biết các lực lượng Ukraine vẫn đang chiến đấu để chiếm lại quyền kiểm soát thành phố. Các binh sĩ của chúng tôi đang tìm cách bố trí lại lực lượng và xây dựng tuyến phòng thủ. Ông Shchyu nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Telegram hôm 4 tháng 6, chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết để thiết lập lại quyền kiểm soát toàn thành phố. Trước đó, Thống đốc khu vực Lugansk Sergei Gaidai cho biết quân Nga đã chiếm được phần lớn Severodonetsk nhưng lực lượng Ukraine đang đẩy lùi họ. Ông Gaidai nêu thực trạng, quân đội Nga, như chúng tôi hiểu, đang tung toàn bộ sức mạnh và nguồn lực dự trữ của họ sang hướng này. Người Nga đang cho nổ tung các cây cầu để chúng tôi không thể tiếp viện cho các chàng trai của Ukraine, những người đang ở Severodonetsk.